Chị Khanh Trường ư, sao tới đúng lúc nấu cháo gà quá vậy? Tôi thử muốn được thư ganh thư ghét suốt ngày tối ngày thư đầu óc cứ nhăn nhó, trời ơi tôi làm vậy mà sao cũng không bằng nhỏ kia, tôi làm vậy mà cũng không được, tôi làm vậy mà cũng không được. Coi gọi là cấu xé vấn đề, coi Phân sao tích phân tích vấn đề gì mà cấu xé vấn đề xé ghê quá, làm như là cháu sói vậy. Trời ơi các bạn ơi, Thơ ơi, mình nghĩ đúng là khanh khờ á, bây giờ phải thêm một cái biệt danh nữa là phải là khanh khờ á. Sao tự nhiên người mình sao tự nhiên lâu lâu mình khờ đột xuất vậy ta? Giống như chị vậy nè, muốn hát hay như bài này vậy đó, kiếp sau không hát được chưa nữa, tự tin thái quá. Của bài hát, bà nói cho chị của Bài bài hát hát. Là cái kết luận của bài hát, bài của Bài hát hát nữa. Tại ngồi với bà Cam Thơ nên cứ nghĩ là bài hát. Trong khi cái bài đó cái giọng nó lên tuốt trên mây vậy đó, mà giọng chị thì tụt tuốt như thế này, khi mà nó tan tuốt tê ra rồi Thơ ơi là Thơ, 100 ông trời 100 con ngôi sao, trời ơi Thơ ơi, nó đau không thể tưởng tượng. Cái này còn có cái lỗ nó nữa, ghê quá ghê quá ghê quá. Tao không hiểu tại sao lúc đó mình can đảm mình kể những cái câu chuyện mà mình cũng không ngờ là mình. Suy nghĩ lại đúng á, tập một là khanh heo. Sáng thức dậy chị nghe một cái tiếng động của một con thú vật nào đó nó ở kế bên chị. Chị chưa có tỉnh tỉnh giấc để biết nó là con gì, đến khi chị mở mắt chị nhìn ra, trời ơi đó là con heo, nó nằm kế bên mình. Trời ơi, ngủ ngủ gần con heo cái chị có tên là khanh heo. Cái xong cái tập 2 á, cái chị kể chuyện sống trên đảo á, cái chị có cái tên là khanh chí. Má ơi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, từ nhỏ tới lớn không biết chí là gì. Nếu mà nó bắt được chí đầu chị nó đổ thừa, là ra chị phải bắt được chí đầu nó. Ngồi đó không, ta thấy con kiến không, thì bắt được con kiến. Bố con kiến ở đâu còn giống con chí nữa đâu. Đầu có chí. Xong bây giờ tập này á là chị đi bị bệnh, cái chị thành là khanh khờ. Không, chắc lấy chồng xong rồi chắc bị chồng con đì quá, cái tự nhiên cái trí thông minh nó mất rồi, nó hơi bị khờ khờ không? Không biết gì trơn. Hôm nay có hai trái sầu riêng. Dỡ lên. Tất nhiên mình hỏi kênh của chị là kênh nào, nó kênh của chị là bà Tám Khanh Thơ. Ăn đây chị nói nha, kênh của chị là bà Tám Khanh Thơ, tất nhiên là chị mà sụp cho bà Tám Khanh Thơ là sụp cho chị đó. Sinh nhật của chị em không có biết làm cái gì cho chị vui hết á, tại vì mùa Covid á không có tổ chức sinh nhật cho chị được đâu. Mà hỏi chị thích cái gì chị không có thích cái gì hết, mà bây giờ có thích cái gì cũng đâu có làm được cho chị đâu, cho nên là em mới làm cho chị cái clip này để cho chị vui, và em sẽ hát vài câu hát cho chị, tặng cho chị. Mà những cái bài mà chị thích nhất 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 đó là bài Vì Đó Là Khanh. Rồi để em hát nha. Không cần biết Khanh là ai, không cần biết Khanh từ đâu, không cần biết Khanh ở đâu, ta yêu Khanh băng mây ngàn biển rộng, ta yêu Khanh qua đông tàn ngày tận, yêu Khanh vì chỉ biết đó là Khanh. Em chúc chị một tuổi mới 25 thật là vui vẻ, thật là trẻ mãi, thật là hạnh phúc và thật là bình an trong tâm hồn. Nghe chị Khanh, I love you. Bye bye chị Khanh. Đây là dĩa sầu chua.